con đổi tên nữa, con học lại đi. Con học lại đi rồi test xong. Đầu phi tay là 1 tiếng 15 phút. À, bây giờ tôi sẽ các bạn sẽ kẹp tóc layer trước, sau đó sẽ khảo lý tiếp. Và các bạn kẹp tóc layer lên đi, chia tóc layer ra. Khung không xong nó đòi test gì, không biết được là cái khung nó thẳng hay chưa. Cái khung méo xẹo này làm sao mà thấy cách tân nối tiếp theo cái khung thứ hai. Mình học kỹ năng, mình học khung là hết, cho nó ra khung đẹp rồi bắt đầu mình mới nối tiếp theo được chứ. Mình xây nhà là mình phải làm cái móng trước, rồi bắt đầu mình cứ xây nhà cao lên chứ đâu bằng vô mình thì xây trên lầu trước rồi lát mình đặt móng sau cho được. Mình học là mình phải học từ thấp rồi lên cao, chứ mình chưa có làm cái căn bản chưa có vững là làm sao mà đã lên nâng cao lên được. Tạm ổn thôi ha. Còn những cái đường ngắn nè, còn những đường ngắn chưa có phá, chưa được liền lạc lắm. Ok, còn tốt rồi. Những cái đường này là đã kiểm tra hết rồi ha. Tóc đuôi này hơi bị top vô chút. Cái này đẹp nè. Cái này hơi top đuôi chút. Ok. Các bạn này tốt. Rồi. Các bạn này tốt. Các con cũng trung bình ha. Lần sau học lý thuyết kỹ hơn nha. Lần sau lý thuyết như vậy là vừa không có cho test á. Lý thuyết mà lòng cộng quá làm sao mà mình làm bài được. Rồi tốt. Con thì chắc cái phần này nó bị mỏng quá, phần này bị dày quá nè ha. Nên nó chưa cân đối, những cái phần mái với phần bát này nó cần phải mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, giống như là tóc bạn này tốt chắc nè. Tóc bạn này tốt chắc, nhưng mà là kỹ năng sấy của con chưa được ha. Rồi, chúc mọi người thành công ha. Mình chuẩn bị phần 2 là 1 giờ trưa ha. Rồi giờ các bạn xuống ăn cơm, 1 giờ trưa bắt đầu test tay nha. Rồi, ok. Chúc mọi người. Vậy là cấp vũ trụ đứng cao nhất Sài Gòn.